Người đàn ông lần đầu động phòng đã dọa cho vợ khóc luôn, số cơ bắp như muốn nổ tung kia dọa vợ anh run người. Ripton vốn chỉ là một dũng sĩ xuất thân bần nông, được giao nhiệm vụ xuất chinh tiêu diệt rồng đỏ, sau này dựa vào năng lực xuất chúng mà giết được rồng, trở thành đại anh hùng trong mắt dân chúng. Thế nhưng trong mắt người vợ nói lắp thì hắn lại là một kẻ bạo lực đáng sợ, vừa nhìn thấy hắn là cô đã sợ đến run rẩy, không dám nói chuyện, dẫn đến việc ngày thứ hai sau đêm tân hôn, Ripton đã tự mình lên đường viễn chinh, vừa đi đã đi tận 3 năm, mà Maximilian cũng bị lạnh nhạt suốt 3 năm, hiện giờ lại từ miệng thị nữ mà biết được tin tức Ripton quay về. Có lẽ lần quay về này là để ly hôn với tiểu thư cô đó. Đúng lúc Maximilian bị nói đến không biết nên làm sao, thì cửa phòng liền bị đẩy ra, người cha hùng hổ bước về phía bên này, vừa gặp mặt đã giơ cây gậy dài 40 mét lên, đập liên tục lên đầu Maximilian. Xem cái đồ nói lắp đáng chết nhà ngươi đi, ta nhìn là thấy bực, hiện giờ hắn đã không còn là tên bần nông ngày trước nữa. Chỉ cần hắn bằng lòng, thần điện lúc nào cũng sẽ đồng ý cho hắn ly hôn. Huống hồ là còn đã bàn chuyện hôn nhân với nữ hoàng rồi. Trong tình huống này, ai còn cần một người vợ nói lắp chứ? Maximilian mím nhẹ môi, không dám tin rằng người chồng đi viễn chinh 3 năm của mình đã quay về, lại còn chuẩn bị ly hôn với mình. Nếu như không phải cô đêm đầu tiên cũng không giữ được người đàn ông, thì hiện giờ sao có thể để chuyện này xảy ra? Maximilian vừa định phản bác thì đã bị cha mình cầm gậy đánh thẳng lên người. Con gái nói lắp cùng sự xấu hổ của gia tộc khiến ông ta sinh ra sát ý. Lúc ông ra sắp sửa giáng xuống người con gái một loạt gậy nữa, thì may thay thị binh ngoài cửa truyền mệnh lệnh của hoàng đế đến, lúc này mới ngăn lại bị kịch xảy ra. Sau khi cha đi rồi, Maximilian bi thương lại ngồi bên cạnh cửa sổ, nghĩ rằng nếu như mình có được một nửa vẻ xinh đẹp của em gái thì tốt rồi. Đúng vào lúc này, chồng cô ở ngoài cửa lại đột ngột đẩy cửa bước vào, chỉ là không phải ly hôn với cô mà là mang cô về nhà mình. Nhưng Ripton lại bắt lấy cánh môi nóng bỏng của Maximilian, bắt đầu không kìm được mà gặm cắn. Đúng lúc hai người đang hôn đến nước sôi lửa bỏng, tiếng động ngoài cửa đã cắt ngang niềm vui của cả hai. Ripton hung ác nhìn ra cửa, xem là con chuột nào đang đứng ngoài cửa nhìn lén. Đội trưởng, sao anh lại ở đây làm chuyện này? Chúng ta nên xuất phát quay về thành rồi. Ripton bị cắt ngang chuyện tốt trở nên bạo lực, lập tức ra lệnh cho anh lính cút ra ngoài. Ripton bị nhìn thấy, không còn tâm trạng thân mật nữa, chỉ đành một mình đứng lên rời đi. Nhưng lúc hắn nhìn người vợ trong lòng mình, lại bị biểu cảm ngại ngùng của cô làm cho mềm lòng. Dù sao thì mục tiêu lớn nhất đời này của hắn chính là khiến cho Maximilian chật vật ở trong lòng mình. Tuy rằng trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn phải xuất phát về thành thôi. Dù sao thì về đến nhà rồi, cơ hội và thời gian thân mật có thể thiếu được sao? Cứ như vậy, hai người cùng ngồi trên một chiếc xe ngựa. Trong đầu Maximilian có rất nhiều câu hỏi, một mặt nghi hoặc nhìn Ripton, người này tại sao lại đưa mình đi vậy? Không phải là hắn sắp kết hôn với nữ hoàng sao? Nếu như được thần điện chấp nhận, hắn chắc chắn sẽ ly hôn với mình, cũng có lẽ là do góc nghiêng của chồng quá kinh diễm. Maximilian không kìm được mà si mê nhìn thêm mấy lần, nhưng lúc nhìn thấy vết son bên khóe miệng hắn, Maximilian nghĩ ngợi linh tinh lại bắt đầu thấy xấu hổ. Tại sao lại nghĩ đến cái đó? Rõ ràng là hắn chủ động, tại sao lại là mình xấu hổ? Hắn lại ngồi như không có chuyện gì. Hai người cứ ngồi trên xe không nói câu nào. Ripton thâm tình nhìn Maximilian, ở bên cạnh ta khiến em khó chịu như vậy sao? Chúng ta phải làm vợ chồng cả đời, nhưng em chỉ cần ở bên cạnh ta là đã run rẩy. Hay là em muốn quay lại? Maximilian nghe xong lời này thì ngây ra tại chỗ. Ở bên cạnh em ư? Không phải là ngài sắp kết hôn với nữ hoàng sao? Ripton bắt lấy cánh tay Maximilian. 3 năm nay em vẫn luôn ở trong thành Chloe, mà không phải lãnh địa của ta. Một thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có, hoàn toàn nhìn không lọt chỗ rách nát của ta đi. Maximilian lập tức bị người đàn ông trước mặt dọa không nói nên lời. Em thật sự không biết lãnh địa của ngài ở đâu. Nhưng Ripton không tin lời Maximilian. Đúng lúc đó, xe ngựa lắc lư, Maximilian trực tiếp ngã vào trong lòng Ripton. Nhìn qua cửa sổ, thì ra là đội tùy tùng nhận ra công kích của quái vật. Ripton lập tức lệnh cho Maximilian ngồi yên trong xe, còn mình thì ra ngoài chém giết quái vật. Maximilian ở trong xe ngựa bị dọa đến run rẩy, còn chồng cô Ripton thì đang ở ngoài anh dũng giết địch. Đột nhiên một bản mặt khổng lồ ghé sát vào cửa sổ xe. Maximilian thấy vậy thì liên tục lùi về sau, không cẩn thận bị ngã ra ngoài xe. Đúng lúc Maximilian định thần lại, thì con quái vật khổng lồ đã sắp sửa dẫm nát cô. Mình phải chết ở nơi này sao? Một chớp mắt sau đó, Ripton dũng mãnh dùng một kiếm chém quái vật thành hai nửa. Maximilian hoảng sợ tột độ, cuối cùng bị ngất xỉu.